Khi gặp phải những khó khăn áp lực ở trong công việc, học tập hay là đời sống cá nhân thì chúng ta rất dễ rơi vào trạng thái căng thẳng hay còn được gọi là stress. Trong số các liệu pháp điều trị thì âm nhạc được coi là một trong những phương pháp hiệu quả nhất. Âm nhạc thì chúng ta đều biết là nó có thể giúp chúng ta thư thái tinh thần. Tuy nhiên không phải lúc nào âm nhạc cũng có những tác động tích cực. Và các nhà nghiên cứu tại Anh mới đây thì đã vừa đưa ra cảnh báo về một bài hát. Tuy là nó có thể giúp làm căng thẳng nhưng mà tuyệt đối thì các tài xế không nên nghe trong lúc lái xe vì có thể gây ra nguy hiểm. Theo các nhà nghiên cứu tới từ Viện MyLab International tại Anh, bài hát mang tên là Weightless của nhóm Marconi Union có thể giúp cho người nghe giảm lo âu tới 65%. Bài hát có thể làm chậm lại nhịp tim của con người xuống còn 60 tới 50 nhịp mỗi phút. Bài hát này hiệu quả đến mức mà nhiều phụ nữ khi vừa nghe xong đã cảm thấy rất buồn ngủ. Nhưng cũng chính vì thế mà bài hát này được xem là có thể gây nguy hiểm nếu được nghe trong khi lái xe vì có thể khiến tài xế rơi vào trạng thái không tỉnh táo. Weightless là được nhóm Marconi Union phối hợp với các nhà trị liệu để sáng tác nhằm mục đích tạo ra một bài hát giúp mọi người có thể thư giãn và giảm căng thẳng. Những giai điệu, nhịp độ và âm thanh bass được sắp xếp có ý đồ để giúp làm chậm nhịp tim của người nghe, giảm huyết áp và hạ thấp lượng hormone căng thẳng cortisol. Bài hát này cũng đứng đầu danh sách 10 bài hát được các nhà nghiên cứu tại MyLab International đề xuất là giúp giảm stress cho con người.